Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình Sống Khỏe Sẻ Chia. Chương trình nhằm cung cấp những thông tin y tế một cách thật chính thống từ các chuyên gia của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay thì Diễm Loan xin phép được chia sẻ với quý vị một số những thông tin rất đáng quan tâm về vấn đề sức khỏe của chúng ta. Theo như những con số mà chúng tôi đã có dịp được thống kê thì ước tính hiện nay trên thế giới cứ 3 giây trôi qua thì chúng ta sẽ có một ca bị gãy xương liên quan đến vấn đề về loãng xương. Như vậy thì tương đương có khoảng là 9 triệu ca gãy xương mỗi một năm thưa quý vị. Điều đáng nói là có khoảng đến 80% người bệnh vẫn chưa được tiến hành chẩn đoán và có sự điều trị phù hợp. Thấu hiểu được tính nguy hiểm của căn bệnh này thì Trung tâm Truyền thông của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh quyết định tổ chức chương trình tư vấn Sống Khỏe Sẻ Chia với chủ đề là tối ưu quản lý và điều trị bệnh loãng xương. Chúng tôi tin chắc đây sẽ là một chủ đề mà quý vị đều đang rất quan tâm và mong muốn sẽ đón nhận được những câu trả lời thật là chính xác và chi tiết từ phía các chuyên gia của bệnh viện. Và chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Gigamet đã đồng hành cùng với chương trình này. Kính thưa quý vị, đây là thời điểm mà chúng tôi nghĩ là rất nhiều quý vị khán giả chúng ta đã bắt đầu vào theo dõi chương trình ngày hôm nay ạ. Quý vị ơi, chúng ta đừng chỉ xem một mình nhé. Hãy chia sẻ những thông tin từ chương trình trên những trang Facebook cá nhân của mình, trên những hội nhóm yêu chuộng sức khỏe để chúng ta có thể lan tỏa những thông tin thật là chi tiết về vấn đề sức khỏe, bệnh loãng xương. Từ đây thì sẽ giúp cho nhiều quý vị chúng ta có những thông tin cần thiết và phòng ngừa tốt trước căn bệnh này. Quý vị đừng bỏ lỡ theo dõi thêm rất nhiều những thông tin thật là cần thiết về vấn đề sức khỏe nữa trên kênh truyền thông của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm là fanpage, YouTube và ứng dụng UMC Care. Và chúng ta sẽ có những câu trả lời thật là chi tiết cho những vấn đề mà quý vị đang quan tâm về nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau, mà cụ thể ngày hôm nay sẽ là thông tin về căn bệnh loãng xương. Ngay giây phút này thì xin cho phép chúng tôi được trân trọng giới thiệu với quý vị sự tham dự của những vị chuyên gia sẽ mang đến cho chúng ta những thông tin thật chi tiết về vấn đề sức khỏe mà quý vị đang rất mong muốn được tìm hiểu ạ. Trước tiên xin được gửi lời chào đón đến với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Cao Thanh Ngọc là trưởng khoa nội cơ xương khớp của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ. Xin chào Diễm Loan. Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Sống Khỏe Sẻ Chia. Tiếp theo, xin cho phép chúng tôi được trân trọng giới thiệu với quý vị sự hiện diện của Thạc sĩ Bác sĩ Trần Hồng Thụy, khoa nội cơ xương khớp của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Diễm Loan. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sống Khỏe Sẻ Chia. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì câu chuyện của chúng ta xoay quanh vấn đề về loãng xương. Và không biết là quý vị đã tìm hiểu về căn bệnh này hay chưa? Đây là một căn bệnh diễn ra một cách rất là âm thầm, nhưng lại có thể gây ra những hậu quả có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng. Một căn bệnh mà khi nghe qua, chúng ta cứ ngỡ là chỉ cần bổ sung canxi thôi là đủ. Nhưng thật sự thì không phải là như vậy đâu. Do đó, để chúng ta có thể hiểu rõ về bệnh lý này và biết được ai có nguy cơ sẽ mắc phải căn bệnh, thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ trò chuyện trước tiên là cùng với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Cao Thanh Ngọc quý vị nhé. Thưa bác sĩ, khi mà nói về căn bệnh loãng xương thì Loan thấy là có nhiều quý vị nói là tôi bị loãng xương nè, thì có nghĩa là tôi sẽ bị đau mỏi tay chân, rồi xương tôi nó nhức dữ lắm luôn. Giờ tôi không đau, không nhức tay chân gì hết trơn. Vậy tôi có nguy cơ bị loãng xương hay không? Xin phép nhờ bác sĩ giải đáp cho khán giả ạ. Xin cảm ơn Diễm Loan. Thì thực ra thì chúng ta cũng biết rằng là loãng xương đó là một căn bệnh mà nó gần như là không có triệu chứng gì hết. Do đó là đa phần là người ta sẽ không biết mình loãng xương. Người ta chỉ biết là loãng xương khi mà họ có những cái biến chứng, ví dụ như là họ bị gãy xương, họ phải nhập viện. Thì lúc đó bác sĩ nói họ bị loãng xương thì họ mới biết là mình bị loãng xương. Ngoài ra thì một số người đôi khi họ cũng sẽ có những cái triệu chứng gọi là đau mỏi, đau ê ẩm toàn thân. Nhưng mà đau toàn thân thì nó cũng có rất là nhiều những cái nguyên nhân khác nhau, cho nên cũng không phải là loãng xương. Và bên cạnh đó thì đa số những người mà loãng xương thì họ sẽ hoàn toàn không có triệu chứng. Do đó mình sẽ không thể biết rằng là nếu như mà mình đau mỏi toàn thân, mình ê ẩm như vậy là mình bị loãng xương thì không chắc chắn 100%. Nhưng mà cũng vẫn có thể là loãng xương. Thành ra là để mà chắc chắn
thì bắt buộc rằng là chúng ta phải đi đến bệnh viện để các bác sĩ, những cái bác sĩ mà chuyên khoa về cái vấn đề loãng xương này á, người ta sẽ đánh giá xem là liệu như cái người này có cái nguy cơ, có nhiều nguy cơ hay không, và có cần phải đo cái mật độ xương để kiểm tra cái tình trạng loãng xương hay không. Và sau khi đo rồi thì mới biết á, là mình có bị loãng xương hay không, chứ không phải là đau mỏi ê ẩm toàn thân là loãng xương. Dạ, như vậy thì quý vị ơi, xin chúng ta đừng tự đoán bệnh cho bất kỳ ai nhé. Không phải cứ đau nhất là loãng xương mà không đau nhất thì hoàn toàn an toàn trước căn bệnh này đâu ạ. Xin đừng chủ quan. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ trò chuyện cùng với thạc sĩ bác sĩ Trần Hồng Thụy để cùng nhờ bác sĩ tư vấn cho quý vị khán giả những ai thì sẽ có nguy cơ cao mắc căn bệnh loãng xương. Xin nhờ bác sĩ tư vấn ạ. Cảm ơn câu hỏi của Diễm Loan. Thì những đối tượng mà có nguy cơ bị loãng xương á, thứ nhất đó là những người phụ nữ sau tuổi mãn kinh. Thì đối với những người phụ nữ này thì sau tuổi mãn kinh thì cái lượng hormone estrogen giảm, thì đây là một cái hormone mà bảo vệ cho xương. Thì những phụ nữ sau mãn kinh thì có nguy cơ là bị loãng xương. Đối tượng thứ hai đó là những người phụ nữ mà mãn kinh sớm. Mãn kinh sớm là được định nghĩa là những người phụ nữ mà được bị mãn kinh là trước 40 hoặc là 45 tuổi. Và tuổi cũng là một cái yếu tố là có nguy cơ bị loãng xương. Tuổi càng cao thì xương sẽ càng dễ bị loãng, và nhất là những đối tượng mà có những tiền sử mà loãng xương trước đây. Ở những người mà có cân nặng thấp thì người ta cũng thấy là dễ bị loãng xương hơn so với lại là những bệnh nhân mà là có cái cân nặng mà cân đối. Và trên những bệnh nhân mà có những bệnh lý như là có bệnh thận hoặc là có bệnh lý nội tiết hoặc là có bệnh gan mạn thì có thể là dễ có nguy cơ bị loãng xương. Một đối tượng nữa là nếu mà bệnh nhân có sử dụng những cái thuốc như là corticoid hoặc là sử dụng các nhóm thuốc mà có ảnh hưởng đến xương, hoặc là có uống thuốc lá hoặc là bia rượu, thì đây là những đối tượng mà dễ có nguy cơ bị loãng xương. Khi mà có nguy cơ bị gãy loãng xương thì chúng ta cần phải đến thăm khám bác sĩ chuyên khoa để mà được đánh giá và để được kiểm tra mật độ xương để mà biết là mình có bị loãng xương hay không. Dạ, xin được cảm ơn chia sẻ từ phía bác sĩ Hồng Thụy. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta nghe qua thông tin được chia sẻ về những nhóm có nguy cơ cao mắc loãng xương. Thì nhóm đối tượng đầu tiên, Loan nhớ là bác sĩ Hồng Thụy có nhắc tới, đó là phụ nữ sau mãn kinh. Như vậy có nghĩa là phụ nữ ở giai đoạn này thật sự cần phải có những cái sự quan tâm nhiều hơn đến vấn đề xương của mình. Thế thì nam giới không biết là có bị loãng xương hay không, hay là hoàn toàn miễn nhiễm luôn với căn bệnh này, thưa bác sĩ Thanh Ngọc? Chúng ta cũng biết rằng là những cái người nam giới á, thì họ sẽ cảm thấy mình rất là may mắn vì nghĩ rằng là mình không có nguy cơ bị loãng xương. Tuy nhiên người ta thấy rằng là mặc dù là cái nguy cơ loãng xương ở nam giới có thấp hơn nữ giới đó, nhưng mà nam giới vẫn có nguy cơ loãng xương chứ không phải là không, đặc biệt là sau tuổi 50. Và khi mà càng lớn tuổi thì cái nguy cơ này sẽ càng gia tăng. Và một điều người ta thấy rằng là nam giới mặc dù là cái nguy cơ ít hơn nữ giới, nhưng mà một khi bị loãng xương và khi mà bị gãy xương á, thì cái tỷ lệ tử vong ở nam giới sẽ cao hơn nữ giới. Và như vậy thì là không có cái gì may mắn hơn hết á. Liệu những cái người nam giới nào mà có cái nguy cơ thì thứ nhất là tuổi nè, thứ hai là những người nam giới mà có hút thuốc lá nhiều nè, hoặc là uống bia rượu nhiều nè, hoặc là chỉ thích ngồi một chỗ thôi, không có thích vận động, không có thích tập thể dục thể thao, hoặc là những cái người mà họ có những cái bệnh lý mà làm cho cái tốc độ mất xương nó nhanh, ví dụ như là họ bị cường tuyến gần giáp, họ bị suy thận, họ bị những cái bệnh lý ở đường tiêu hóa làm cho họ có cái tình trạng là kém hấp thu, hoặc là vì lý do nào đó mà họ sử dụng những cái thuốc làm cho gia tăng cái tỷ lệ mất xương, thì lúc đó cái nguy cơ loãng xương nó cũng sẽ gia tăng lên rất là nhiều, chứ không phải là hoàn toàn miễn nhiễm với căn bệnh này ạ. Dạ, xin được cảm ơn chia sẻ của bác sĩ Thanh Ngọc. Vâng, thưa quý vị, như vậy cả nam lẫn nữ chúng ta đều cần phải có cái sự quan tâm một cách thật là sâu sát đến với căn bệnh loãng xương. Và như ngay từ những giây phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi cũng đã có chia sẻ với quý vị, nguy cơ gãy xương là một trong những cái nỗi lo rất là lớn khi một bệnh nhân bước vào căn bệnh loãng xương. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có những phương pháp nào hay không để có thể đánh giá nguy cơ gãy xương của một bệnh nhân? Thì chúng ta sẽ nhờ phần tư vấn từ bác sĩ Trần Hồng Thụy ạ. Xin mời bác sĩ. Hiện nay thì tại Bệnh viện Đại học Y Dược có những cái phương pháp để mà giúp cho bác sĩ đánh giá nguy cơ gãy xương cho người bệnh. Thứ nhất là để mà đánh giá nguy cơ gãy xương thì bác sĩ thường sẽ chỉ định cho người bệnh là được đo mật độ xương.
khi mà đo mật độ xương thì sẽ được chỉ định là đo ở mật độ xương ở cổ xương đùi với lại là cột sống thắt lưng. Thì từ đây thì sẽ cho ra cái chỉ số là T-score. Thì dựa vào cái chỉ số này thì chúng ta sẽ đánh giá cái nguy cơ gãy xương theo mô hình phát trong vòng 10 năm đối với lại là gãy xương chính hoặc là đối với lại là gãy xương không, thì từ đây sẽ đánh giá được cái nguy cơ gãy xương cho người bệnh. Bên cạnh đó thì bác sĩ sẽ đánh giá những cái yếu tố lâm sàng của người bệnh, như là người bệnh là có cái cân nặng thấp hay là người bệnh là có tiền sử hút thuốc lá hoặc là bia rượu hoặc là tiền sử gãy xương trước đây hoặc là tiền sử gia đình là có gãy xương, thì cái này những cái yếu tố này cũng sẽ giúp cho bác sĩ là đánh giá là người bệnh này là có những cái nguy cơ gãy xương hay không. Ngoài ra thì bác sĩ có thể đánh giá là những cái nguy cơ té ngã của người bệnh. Đối với lại những người bệnh mà là có cái nguy cơ té ngã cao thì sẽ có cái nguy cơ gãy xương cao hơn so với lại là những cái đối tượng mà là nguy cơ té ngã thấp. Từ đó thì sẽ giúp cho người bệnh là có cái biện pháp để mà dự phòng té ngã cũng như là dự phòng gãy xương do loãng xương. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì nghe qua phần chia sẻ của bác sĩ Hồng Thủy thì chúng ta cũng thấy là hiện nay từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những cái phương pháp để hỗ trợ và đánh giá. Nên nếu như quý vị nào có cái sự quan tâm và những mối lo ngại về vấn đề sức khỏe của mình trước nguy cơ gãy xương thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm đến với bệnh viện, một nơi uy tín để chúng ta có sự thăm khám phù hợp nhé. Ngoài ra thì chúng tôi nghĩ là trò chuyện về vấn đề gãy xương thì quý vị sẽ nghĩ ngay đến rất nhiều những cái câu chuyện đã được chia sẻ ở nhiều gia đình, đó là người thân của tôi lớn tuổi á, vẫn đang khỏe lắm, bỗng dưng hôm nay trượt ngã và gãy cái phần xương của mình, và sau đó thì bà không hồi lại được nữa và sức khỏe càng ngày càng giảm sút. Vì vậy chúng ta rất lo nguy cơ gãy xương. Thế thì vấn đề mà chúng ta đang quan tâm hiện nay đó là loãng xương thì gây ra nguy cơ gãy xương. Thế ngoài ra còn có những yếu tố gì khác hay không dẫn đến tình trạng này? Xin nhờ bác sĩ Cao Thanh Ngọc có thể hỗ trợ thông tin ạ. Cảm ơn Diễm Loan đã chia sẻ cái tình huống trong cái gia đình của mình. Thì thực ra mình cũng biết là không phải tất cả các trường hợp mà gãy xương nó đều là do loãng xương. Ví dụ như mình tưởng tượng đi, một người mà bị xe tông mà không gãy xương thì chắc là cũng gọi là mình đồng da sắt rồi. Thực những cái mà gãy xương mà nó liên quan đến loãng xương á thì người ta thấy rằng là những cái chấn thương nào mà mình gọi là chấn thương nhẹ hoặc là chấn thương năng lượng thấp, có nghĩa là một người đó họ phải té ở cái chiều cao mà dưới cái chiều cao cơ thể của họ mà bị gãy xương đó thì mới có thể là do loãng xương. Chứ còn mình bị những cái chấn thương rất là nặng, ví dụ như là ngã lầu cao, ngã từ cây cao, từ thang cao xuống hoặc là xe tông mà nó với một cái lực rất là nặng đi thì gãy xương thì nó đa số là nó không có liên quan đến loãng xương, mà giống như là trường hợp người nhà mà Vĩnh Long vừa nói đó, tức là chỉ cần trượt ngã nhẹ thôi mà gãy xương thì lúc đó là mình sẽ nghĩ nhiều là cái khả năng là người này họ có loãng xương. Và đặc biệt là người ta thấy rằng là khi mà loãng xương á thì nó sẽ thường gây ra gãy xương ở những cái vùng mà có cái xương xớp nhiều, ví dụ như là ở cột sống thắt lưng nè, hay là ở cổ xương đùi, hoặc là ở 1/3 dưới xương cẳng tay này, tức là mình chỉ cần trượt ngã, mình chống tay nhẹ cái thôi mà nó gãy cái xương này, thì lúc đó là nhiều khả năng là có liên quan đến loãng xương. Do đó là tùy theo từng trường hợp mà bác sĩ sẽ đánh giá xem là cái người đó gãy xương có phải là do loãng xương hay không để mà có cái quyết định tiếp theo cho nó đúng đắn, chứ không phải là tất cả các trường hợp gãy xương là đều do loãng xương hết ạ. Dạ, và có lẽ là chúng ta đã quá quen với hai cái từ tự nhiên, tự nhiên trượt cái gãy xương. Tự nhiên đâu có sao đâu, đang khỏe mạnh cái gãy xương. Vâng thưa quý vị, không có gì là tự nhiên hết, đúng không ạ? Nó sẽ có cái nguyên nhân sâu xa về vấn đề sức khỏe của chúng ta. Nên là quý vị nên quan tâm và tìm hiểu về cái vấn đề này, cũng như là chúng ta sẽ thường xuyên có cái sự chăm sóc sức khỏe và kiểm tra xem mình có là một trong những cái nhóm đối tượng hay là đã bị loãng xương luôn rồi hay không. Thì hiện nay chắc là quý vị sẽ muốn biết việc chẩn đoán loãng xương thì có khó hay không, và tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thì việc chẩn đoán loãng xương được thực hiện như thế nào. Ở nhân đây thì chúng tôi cũng xin được giới thiệu chi tiết đến với tất cả quý vị để chúng ta tiện có cái sự thăm khám phù hợp cho mình nhé. Xin mời bác sĩ Trần Hồng Thủy ạ. Cảm ơn câu hỏi của Diễm Loan. Thì hiện nay thì chẩn đoán loãng xương thì không phải là khó. Tuy nhiên là để chẩn đoán loãng xương thì chúng ta cần phải là đúng cái quy trình và đúng theo cái hướng dẫn. Thì tại Bệnh viện Đại học Y Dược thì bệnh nhân được chẩn đoán loãng xương là bệnh nhân sẽ được chỉ định đo mật độ xương bằng máy đắc xa. Đây là máy hấp thụ TX năng lượng kép. Thì theo này là theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, thì khi mà đo
Đau mật độ xương thì nếu mà chỉ số T-score là dưới trừ 2.5 thì bệnh nhân sẽ được chẩn đoán là loãng xương. Và bên cạnh cái việc chẩn đoán loãng xương thì bác sĩ cũng cần đánh giá những cái yếu tố lâm sàng của người bệnh, như là đánh giá là bệnh nhân có những cái tiền sử sử dụng thuốc như là glucocorticoid hay không, hay là có sử dụng những cái thuốc mà làm tăng cái tốc độ mất xương, hoặc là có những cái bệnh lý mà có thể là làm tăng cái nguy cơ gãy xương, như là bệnh lý về nội tiết như là cường giáp, cận giáp mà lúc nãy bác sĩ phó giáo sư tiến sĩ Cao Thanh Ngọc có chia sẻ, hoặc là có bệnh lý là viêm khớp dạng thấp. Ngoài ra là có thể là đánh giá những cái như là cân nặng là của người bệnh, là người bệnh này là BMI là có cân đối hay không, hay là nhẹ cân, hoặc là thói quen là sử dụng thuốc lá, bia rượu, hoặc là người bệnh là có cái chế độ ăn uống là không có phù hợp, là có bổ sung như là canxi hoặc là vitamin D hay không. Thì đó là những cái yếu tố là sẽ giúp cho bác sĩ là giúp cho là chẩn đoán là người bệnh này là có loãng xương hay không. Xin được cảm ơn chia sẻ của bác sĩ ạ. Vâng, thưa quý vị, nếu như chẳng may sau cái cuộc chẩn đoán đó chúng ta nhận được thông tin vâng, quý vị chính thức là một bệnh nhân của căn bệnh loãng xương, thì lúc này điều chúng ta cần quan tâm đó là làm sao để tôi có thể phòng ngừa được gãy xương. Và chúng ta sẽ nhờ bác sĩ Cao Thanh Ngọc hỗ trợ để tư vấn cho quý vị về việc này. Xin quý vị lưu ý thật là kỹ, nếu như mà mình chưa nhớ, mình có thể ghi chép lại hoặc là xem lại chương trình của chúng tôi nhé. Chương trình chúng ta có thể xem lại trên rất nhiều kênh của Bệnh viện Đại học Y Dược đấy ạ. Để chúng ta có được thông tin thật là chính xác và áp dụng ngay vào cuộc sống nhé. Dạ, xin phép mời bác sĩ ạ. Thực ra thì như Diễm Loan nói là chẳng may là mình bị chẩn đoán là loãng xương, nhưng mà thực ra nếu mà suy nghĩ một cách tích cực đi thì mình bị loãng xương thì nói chung là khỏe mạnh thì vẫn là tốt hơn, nhưng mà chẳng may giống như Diễm Loan nói mình bị loãng xương thì đây cũng là một cái căn bệnh nó cũng tương đối là đơn giản, nếu như mà mình hiểu và mình theo đuổi mình điều trị đúng á thì nó cũng không là vấn đề gì rất là nghiêm trọng. Chỉ là do là nhiều người họ không biết, rồi họ để cho tới lúc mà họ bị, đại khái là họ bị gãy xương rồi chạy theo đuôi những cái biến chứng á, thì nó mới là không may mắn thôi. Thì nếu như mà mình được chẩn đoán là loãng xương thì làm cái cách nào để mà mình giảm cái nguy cơ mà gãy xương, thì nó có rất là nhiều cách. Đầu tiên thì Diễm Loan cũng biết á, là mình bị loãng xương á, thì giống như nãy Diễm Loan nói đó, tự nhiên cái là bị gãy xương, không bao giờ tự nhiên được. Có nghĩa là đôi khi mình phải gọi là té ngã. Thì té ngã đó, mình khi mà mình được chẩn đoán là loãng xương đi, thì mình phải giảm cái nguy cơ té ngã. Tức là mình phải làm sao để phòng ngừa té ngã trước nhất. Thì phòng ngừa té ngã nó có rất là nhiều cách. Ví dụ như là mình phải hướng dẫn những người trong gia đình đó, là mình phải thiết kế sàn nhà như thế nào để nó không có nhiều bậc thang, nó không có trơn trượt, đồ đạc thì không có để lung tung lung ta, tại vì đi mà vấp ngã những cái đồ đó thì sẽ trượt té. Thì cái đó là một cách để mà tránh té ngã. Thứ hai là ở trong nhà, nếu như mà có người lớn tuổi mà được chẩn đoán loãng xương nữa, thì khi đó mình nên có những cái thanh vịn để người ta có thể là người ta vịn người ta đi, hoặc là chẳng may mà hơi cúi đầu người ta vịn lại người ta không bị ngã. Rồi mình cũng khuyến cáo hướng dẫn cho những người này là mình biết là ông bà mình thì đôi khi là hay thắp nhang, cho nên là mình cũng phải khuyến cáo là không có được leo lên cái ghế cao, bởi vì là nhiều khi chóng mặt hay gì đó, chỉ cần té ngã xuống từ cái ghế đó thôi là cũng có thể gãy xương. Rồi đèn đuốc trong nhà thì cũng phải thắp sáng đầy đủ ở những cái chỗ mà dễ bật. Có nghĩa là nhiều khi người lớn tuổi họ tiết kiệm điện, nửa đêm muốn đi vệ sinh này nọ là không mở đèn. Không mở đèn thì vấp té lại cũng ngã. Rồi trong nhà tắm á, thì nên lót những cái sàn để cho người ta không có bị trơn trượt. Thì đó chính là những cái biện pháp mà mình phòng tránh té ngã. Đó là cái quan trọng nhất. Cái thứ hai là đối với những người bị loãng xương á, thì mình có bệnh mà, mình phải điều trị. Thì người bệnh đó họ phải theo đi khám bác sĩ đầy đủ để bác sĩ kê cho cái thuốc mà làm sao cho cái mật độ xương của họ, xương họ đang giòn mà, thì bác sĩ kê thuốc làm sao cho xương họ chắc hơn, khỏe hơn để mà nó sẽ chịu được cái lực khi mà chẳng may bị té ngã. Rồi bên cạnh đó thì những cái người mà bị loãng xương á, thì người ta thấy là đa số là người lớn tuổi, cho nên là cơ cũng yếu nè, khớp cũng không khỏe nè, cho nên là những người này họ phải tập vận động bằng những cái bài tập thích hợp. Để mà làm chi? Để cho cái cơ họ chắc hơn thì họ vận động nó cũng ít có nguy cơ ngã hơn. Mà muốn cho cơ chắc thì bên cạnh cái chuyện vận động đi, thì cái thứ hai họ cần phải làm đó là cái chế độ ăn uống nó cũng phải đầy đủ cân bằng.
và đầy đủ, đặc biệt là phải bổ sung đầy đủ chất đạm. Bởi vì là nhiều người lớn tuổi họ cũng sợ là ăn đạm vô nhiều bị gút hay là bị suy thận, là họ cứ không có dám ăn gì hết, thì cuối tất cả nó sẽ dẫn đến là cái cơ họ bị teo và họ rất là yếu. Thì như vậy thì khi mà mình tưởng tượng đi, một người mà có da có thịt, họ té xuống họ ngã một cái thì họ cũng sẽ ít bị chấn thương hơn. Còn giờ mình toàn xương không, mình té xuống một cái là chắc chắn là xương mình nó đập cái cớp xuống nền gạch, đúng rồi, là coi như là mình sẽ gãy xương. Cho nên là nó có rất là nhiều cái phương pháp. Tóm lại á, là những người mà được chẩn đoán là loãng xương thì phải uống thuốc nè, thứ hai là phải tập thể dục nè, thứ ba là phải ăn uống cho đầy đủ, cân đối các chất dinh dưỡng nè, thứ tư là phải phòng tránh té ngã. Thì nếu mà mình làm được những cái điều đó thì gần như là mình sẽ rất là ít bị gãy xương. Xin được cảm ơn chia sẻ của bác sĩ đã mang đến cho chúng ta những thông tin rất là tích cực, rất là khả quan về vấn đề bệnh loãng xương. Xin hãy đến gặp các bác sĩ ngay. Và cái quan trọng nhất đó là phòng còn hơn là chống. Nên là ngày hôm nay chúng tôi rất mong mời quý vị cùng lắng nghe phần chia sẻ về những cái phương pháp để chúng ta có thể phòng ngừa loãng xương, và xin quý vị hãy áp dụng nhé. Xin mời bác sĩ Trần Hồng Thủy ạ. Cảm ơn câu hỏi của Diễm Loan. Thì để mà chúng ta phòng ngừa loãng xương á, thì có rất là nhiều những cái biện pháp. Thì tiếp theo, để mà chúng ta có thể dự phòng được loãng xương, thì đối với lại ở những người mà trẻ khỏe mạnh, khi mà còn trẻ thì chúng ta sẽ phải đạt được cái mật độ xương cao nhất. Thì khi mà chúng ta cần phải là bổ sung là canxi và vitamin D, thì chúng ta có thể bổ sung là thông qua là những cái chế phẩm như là sữa, hoặc là những cái chế phẩm là từ sữa như là sữa chua hoặc là phô mai. Và khi mà ăn uống thì chúng ta phải ăn uống là một chế độ ăn là cân đối và phù hợp. Và chúng ta phải thường xuyên tập thể dục. Tập thể dục là để làm gì? Tập thể dục để mà chúng ta có được cái khối lượng cơ, với lại là chúng ta sẽ có được một cái bộ xương chắc khỏe. Và bên cạnh đó thì chúng ta cần phải là bỏ những cái thói quen mà là không tốt đến với lại là xương, như là chúng ta sẽ phải từ bỏ là những cái thói quen như là hút thuốc lá hoặc là uống bia rượu, và duy trì cái cân nặng hợp lý. Và chúng ta phải nếu mà chúng ta có những cái bệnh lý mà có thể là dùng những một số thuốc thì có ảnh hưởng đến xương á, thì chúng ta cần phải đến khám bác sĩ chuyên khoa để mà các bác sĩ chuyên khoa theo dõi và có những cái chế độ khuyến cáo, cũng như là bổ sung thuốc hoặc là chế độ ăn uống phù hợp để mà chúng ta là dự phòng loãng xương. Dạ, khi nghe qua chia sẻ từ phía bác sĩ Trần Hồng Thụy về những phương pháp để chúng ta có thể phòng ngừa loãng xương, thì chúng tôi tin là nhiều quý vị sẽ nói là trời đất ơi, bây giờ phải bỏ thuốc lá hả? Rồi bây giờ phải bỏ rượu bia hả? Sao mà khó lắm, bỏ không có được đâu. Vâng, thưa quý vị, phần tiếp theo chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị thông tin về việc nếu như quý vị không tiến hành điều trị loãng xương, quý vị không phòng ngừa từ đầu, quý vị không thay đổi lối sống, thì hậu quả dài hạn nó sẽ là như thế nào, để chúng ta có thêm động lực và từ đó thay đổi ngay những cái thói quen của mình nhằm phòng ngừa loãng xương quý vị nhé. Và nhân đây thì xin mời bác sĩ Cao Thanh Ngọc sẽ cho ý kiến về vấn đề này, và cũng xin nhờ bác sĩ có thể chia sẻ thêm cho quý vị khán giả luôn về việc là Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì có những cái phương pháp điều trị ra sao cho căn bệnh loãng xương luôn ạ. Rất là cảm ơn Diễm Loan nói một câu mà lúc nãy tôi nghe tôi rất là tâm đắc, tức là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thực ra thì người ta thấy rằng là người bác sĩ giỏi là cái người bác sĩ phòng bệnh, chứ không phải là đợi tới khi bệnh rồi, đợi tới khi có biến chứng rồi mới chữa, thì là mình chỉ gọi là chạy theo đuôi những cái gọi là kẻ thù, tức là bệnh tật của mình thôi. Cho nên là mình làm sao ngăn ngừa cho nó đừng có tới. Thành ra là nếu như mình giống như bác sĩ Thủy nói đó, mình phải có những cái biện pháp để mà mình làm cho mình đừng có bị loãng xương. Nhưng mà nếu mà chẳng may mà mình đã bị chẩn đoán là loãng xương rồi, thì lúc đó mình cũng phải có những cái biện pháp để mà mình cải thiện, mình điều trị để mà mình dự phòng gãy xương. Chứ còn nếu như mà mình không điều trị á, thì chắc chắn rằng là mình sẽ bị gãy xương dù với một cái chấn thương rất là nhẹ. Và lúc nãy Diễm Lân có nói là tự nhiên bị gãy xương, không có ai mà tự nhiên bị gãy xương, thì thật ra là câu đó cũng chưa có chính xác 100% đâu nha. Lý do tại sao? Có những cái người họ bị loãng xương rất là nặng và họ chỉ cần ho nhẹ một tiếng thôi là họ đã có thể bị gãy xương rồi. Thì cái đó cũng không có té mà gãy xương, cho nên là tự nhiên gãy xương là cũng có, nhưng mà cái tình hình đó thì bây giờ nó cũng ít hơn rồi.
Và nếu như mà một người á, họ bị loãng xương nhưng mà họ không điều trị đi, thì họ sẽ dễ bị gãy xương ở những cái vùng mà xương xớp như lúc nãy bác sĩ Ngọc có nói á, tức là ở cột sống nè. Thì khi mà cái đốt sống mà bị gãy, bị lúng xuống như vậy á, thì đầu tiên á, người đó họ sẽ rất là đau, đau đớn chịu không nổi, tức là phải đi vào bệnh viện hoặc là phải nằm, bởi vì không có ngồi được luôn, bởi vì đau quá. Và sau một thời gian khi mà họ hồi phục rồi thì lúc đó họ sẽ bị gù lưng. Thành ra là hồi xưa mình thấy là mấy ông bà nội bà ngoại của mình á, là ngày xưa hay bị gọi là gù cái lưng, và có cái hình ảnh những cái bài thơ là bà còng đi chợ chiều mưa này nọ là do loãng xương chứ chả có phải là do cái gì hết. Nhưng mà ngày nay thì mình thấy rằng là cái hình ảnh đó nó cũng đã bớt đi rồi. Đúng rồi. Cái thứ hai là nếu như mà mình bị gãy xương mà nó gãy ở cái vùng cổ xương đùi đi, thì mình thấy là ngày xưa đó là ông bà mình đó, là khi mà bị gãy cổ xương đùi là gần như là nằm chỗ luôn, dạ, không có làm được gì hết, thì con cháu phải chăm sóc. Và nằm lâu á, thì lúc đó nó sẽ dẫn đến cái gì? Nằm lâu thì sẽ sinh hoạt tại chỗ, đi vệ sinh tại chỗ, nó sẽ dẫn đến loét, sẽ dẫn đến nhiễm trùng, sẽ dẫn đến viêm phổi, và cuối cùng là sẽ dẫn đến tử vong. À, tuy nhiên ngày nay thì cái chuyện đó nó cũng được cải thiện, bởi vì là khi mà bị gãy cổ xương đùi á, người ta có những cái phương pháp là người ta sẽ mổ sớm và người ta sẽ thay cái chõm xương đùi luôn, thì nó sẽ cải thiện đi lại vận động. À, nói thì mặc dù là y học nó có những cái tiến bộ như vậy, nhưng mà khi mà mình bị loãng xương mình cũng vẫn phải nên để điều trị. Để chi? Để mình không bị gãy xương. Bởi vì y học có tiến bộ đến đâu mà mình điều trị thì nó cũng tốn kém rất là nhiều. Thành ra là mình hãy điều trị để đừng có xảy ra những cái tai biến đó, thì nó sẽ đơn giản hơn, ít tốn tiền hơn, coi như là rẻ tiền, ít tốn kém hơn rất là nhiều so với lại để cho nó gãy xương rồi mình chữa thì nó rất là khó. Và những cái phương pháp mà Diễm Loan hỏi là điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược, thì điều trị loãng xương á, nó sẽ có hai cái phương pháp. Nói chung là cái bệnh nào thì cũng sẽ có cái biện pháp điều trị bằng cách là sử dụng thuốc. Cái thứ hai là những biện pháp không dùng thuốc. Thì dùng thuốc á, là mình sẽ có những cái thuốc mà gọi là ức chế hủy xương, tức là nó làm cho cái xương mình đừng có mất đi nữa, thì lúc đó cái mật độ xương, cái khối lượng xương mình nó sẽ tăng lên. Cái thứ hai nữa là mình sẽ bổ sung canxi, vitamin D đầy đủ qua cái chế độ ăn hoặc là qua thuốc uống. Thì thông thường là người ta sẽ sử dụng những cái thuốc như vậy trong một cái khoảng thời gian, thì cái xương nó sẽ tăng mật độ lên, thì bác sĩ sẽ theo dõi và quyết định xem là liệu cái người đó có cần điều trị tiếp hay không. Chẳng may thì nếu như mà có những cái biến chứng xảy ra thì mình sẽ giải quyết những cái biến chứng, ví dụ như là có gãy lún đốt sống đi thì sẽ điều trị nội khoa hoặc là bơm xi măng tùy theo từng trường hợp. Còn nếu như mà có gãy cổ xương đùi thì cũng sẽ có phẫu thuật thay khớp trong những cái trường hợp cụ thể. Đối với từng trường hợp thì bác sĩ có những cái quyết định khác nhau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn hai vị chuyên gia đã cùng dành thời gian cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, có lẽ là cho tới thời điểm này chúng ta cũng đã nắm được rất nhiều những cái thông tin về căn bệnh loãng xương, và chúng ta sẽ thấy đây là một cái căn bệnh xuất hiện ở độ tuổi từ 50 trở lên, và hiện nay thì căn bệnh này thật ra đó cũng đang trẻ hóa dần rồi quý vị. Do đó việc chúng ta tiến hành phòng ngừa và chẩn đoán sớm là điều vô cùng quan trọng để có thể mang đến những cái phương pháp điều trị sớm và nhằm giúp cho chúng ta tránh được những cái biến chứng không đáng có. Một thông tin mà chúng tôi xin phép được chia sẻ và lan tỏa với tất cả quý vị, đó là hiện tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đang có những phiếu đo miễn phí mật độ xương bằng phương pháp đề xa. Như vừa rồi chúng ta có nghe bác sĩ Hồng Thủy chia sẻ, đây là phương pháp cột sống thắt lưng và cổ xương đùi một bên nhé, dành cho những ai có nguy cơ bị loãng xương hoặc là người bị bệnh loãng xương đang khám và tiến hành điều trị tại phòng khám nội cơ xương khớp, phòng khám lão khoa của bệnh viện. Và chương trình này sẽ diễn ra từ nay cho đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2024. Xin quý vị chia sẻ thông tin này rộng rãi hơn để nhiều quý vị khán giả chúng ta đang cần thì sẽ có thể nhận được cho mình sự chăm sóc tốt nhất từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Cao Thanh Ngọc, và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến Thạc sĩ Bác sĩ Trần Hồng Thụy đã cùng dành thời gian cho buổi trò chuyện ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm theo dõi từ phía tất cả quý vị. Kính chúc quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, hạnh phúc. Và đừng quên hãy đón theo dõi những số phát sóng tiếp theo của chương trình nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.